Xuân Tiến sinh năm 1993, biệt danh Cai Đi Trần. Dù có chiều cao vô cùng khiêm tốn nhưng không vì thế mà anh chàng tự ti. Chính được đánh giá rất cao ở năng khiếu hài hước, mỗi clip hài cậu tham gia đều thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Anh từng là một thành viên trong nhóm hài Đình Đám Sài Gòn Đam với những tác phẩm Triệu Di. Nam diễn viên Xuân Tiến. Sau một thời gian dài chia tay người mẫu Lê Thanh Thảo cao 1m8, Xuân Tiến công khai bạn gái mới vô cùng xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cả hai đã chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ, ngọt ngào. Được biết, cô nàng có tên là Thu Uyên sinh năm 2000, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô khá kín tiếng trong cuộc sống, đặc biệt là về chuyện tình yêu của mình. Tuy nhiên, mỗi bức ảnh mà Mười đăng tải đều nhận được sự chú ý, quan tâm của cư dân mạng. Thu Uyên và Xuân Tiến còn hay bình luận trêu chọc đối phương trên mạng xã hội. Sau gần một năm công khai bạn gái, mới đây chuyện tình yêu của chàng lùn Xuân Tiến tiếp tục trở thành tâm điểm khi bất ngờ xuất hiện trên báo Trung. Tích báo, ngày nay, trong khi đa phần phụ nữ đều mong muốn tìm cho mình một anh chàng cao to, đẹp trai, thậm chí một số cô gái còn thích kiểu bạn trai thật cao, còn mình nhỏ bé để có cảm giác được yêu thương, bao bọc thì ở Việt Nam lại có một chuyện tình đặc biệt. Chàng diễn viên duyên dáng Xuân Tiến đã công khai hình ảnh bạn gái mới trên trang cá nhân. Có thể thấy người yêu của Xuân Tiến sở hữu ngoại hình vô cùng xinh xắn. Cô nàng có làn da trắng, dĩ nhiên cao hơn Xuân Tiến nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì mỗi khi bên nhau họ đều vô cùng hạnh phúc. Chuyện tình của Xuân Tiến khiến bao chàng trai phải ghen tị. Báo Trung đăng tải chuyện tình đẹp của chàng lùn Xuân Tiến và Thu Uyên. Ngoài sự bất ngờ, không ít cư dân mạng cũng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng chàng diễn viên này có tính cách lạc quan, sôi nổi bởi thế mà anh rất đào hoa.